Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 258 của bộ truyện Tu Chân Kiếp, tác giả Vô Tội, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Cái đồ lưu manh đáng chết này không thể nhẹ hơn, ôn nhu hơn được sao? Hả? Không phải chứ. Thần thức và tu vi của ta không chế mọi thứ đều tuyệt. Nào, không nên chậm. Không sợ bọn Thủy Linh Nhi cười hay sao? Này, người thế mà còn chưa đã sao? Chân ta đã mềm nhũn rồi, định giết ta à? Sao lại thế được nhỉ? Xem này, xem đã chuẩn bị rồi. Hoang cổ ngọc tâm lan sẽ khiến cho tinh thần nàng phấn chấn. Luyện hóa là sẽ đột phá tầng thứ nhất tu vi đó. Cái gì cơ? Còn một lần nữa cơ à? Đương nhiên rồi. Tu vi đột phá sao lại là một lần là vừa lòng được chứ? Người đúng là dâm tà. Thôi được rồi, Hàn đại tiểu thư. À không, vợ ngoan. Nào, chúng ta tu luyện đi. Không thì ta cứ ôm nàng ra rồi lại ôm nàng vào đó. Ngụy Tác từ địa động tĩnh thất chui ra, đắc ý như vừa mới phất. Hay, thiên cấp trung đẳng thuật pháp huyền sát đại pháp mà ta cũng tu luyện đến tiên giai uy năng, đúng thật là kinh thiên động địa. Bất quá khó trách hắn đắc ý như vậy, bởi vì thể chất đặc biệt của hắn Vi Vi quả là hợp với cả Tây Tịnh Lưu Ly. Lần song tu này khiến uy năng huyền sát quỷ trào trực tiếp đột phá tiên giai. Tu sĩ thông thường dù có huyền sát đại pháp nhưng không có nhục thân, dương nguyên còn hơn cả viễn cổ thiên long như Ngụy Tác, lại càng không có nhiều kim đan cấp, thần huyền cấp đạo lữ. Một lần song tu thì cũng chỉ thu được huyền sát âm khí bằng 1/10 của hắn và Vi Vi mà thôi. Như vậy cho dù là ngày đêm khổ tu thì cũng không thể thăng được huyền sát quỷ trảo đến tiên giai uy năng. Thấy được đạo gia đã là tốt lắm rồi đó. Hả? Không phải chứ. Ngụy Tác vừa lướt ra, thấy bọn Cơ Nhã thì trợn tròn mắt. Việc này sẽ khiến các tu luyện cuồng chỉ biết dựa vào linh thạch và linh đan bế quan khổ tu khóc thầm. Bởi vì hiện tại không chỉ bọn Cơ Nhã đột phá tầng thứ nhất tu vi, mà ngay cả Diệp Giao huynh muội và Độc Cô Vũ Vân tu vi thấp nhất thì cũng đạt đến phân niệm tầng thứ 5, sắp xung kích kim đan. Trước đây sao ta không phát hiện ra chỗ thế này nhỉ? Không thì đừng nói là chân tiên, đế thiên chắc là cũng được. Hắn lại gào lên trong lòng. Bất quá hắn gào như thế, nhưng mà hiểu rõ không có hoang cổ bản thảo kinh thì đến đây cũng là vô dụng. Còn hoài thanh niên có hoang cổ bản thảo kinh không may mắn như hắn, không biết việc của hoang tộc và linh tộc đại chiến, không thì đã phát hiện ra là cúc hoang nguyên có vấn đề. Đến hoang tộc linh viên này thì tất cũng đã quân lâm thiên hạ, xưng bá xưng vương, chấn cổ thước kim rồi.
Tuy rằng gào lên mấy tiếng như vậy, nhưng mà thân ảnh hắn loáng lên vào trong một ngọn núi trong linh viên tra xét. Hắn lên đỉnh núi có linh viên tra xét, bởi vì linh dược như là tử hồ hoa không nhiều, cho Diệp Giao huynh muội và Độc Cô Vũ Vân sử dụng lúc mà đột phá kim đan thì không hẳn trăm phần đã an toàn. Chỗ chảy ra linh khí ở trên đỉnh núi ít nguyên khí bất lợi, nếu như là bố trí pháp trận thì họ đột phá kim đan sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Hả? Hoang cổ lam toàn thảo sao? Công nhận rằng ở đâu cũng là có kinh hỉ nhỉ. Ngụy Thác vừa lên đỉnh núi thì thấy một cái ao trường khoảng 5 trượng vuông, linh khí và nước suối tuôn trào. Chưa kịp xem linh mạch còn lại bao nhiêu linh khí thì thấy ở đáy ao có ba nhánh cỏ như là lam sắc tinh thạch cứng nhất, biến đáy ao thành màu lam. Chính là hoang cổ lam toàn thảo. Theo như là trong ghi chép của Hoang Cổ Bản Thảo Kinh thì chính là linh dược chứa linh khí đến mức thần huyền luyện hóa thì cũng tu vi đại tiến, mà còn có công dụng tăng cường thần thức. Trong số linh dược hắn thấy thì ba nhánh hoang cổ lam toàn thảo này có giá trị cao nhất. Đừng nói là ba nhánh, mà nước ở trong ao có ba nhánh này cũng nhiễm không ít dược lực, là linh dược rất bất phàm. Xem ra là tiểu gian thương lãi to rồi. 3 năm không mở hàng, mở hàng chắc là ăn đủ mất. Vận chuyển địa mẫu cổ kinh, đồng thời thần thức toàn lực dồn xuống, Ngụy Thác lại vừa kinh thán, hút ba nhánh hoang cổ lam toàn thảo vào đan bình và cắt một tảng đá thành bình đài, đặt cạnh linh trì để mà bố trí pháp trận. Địa mạch ở trong hoang tộc linh viên do tự nhiên hình thành, tức là phù đồ do hoang tộc đại năng hút sao luyện chế thành này thì linh mạch vốn đã có sẵn rồi. Chả trách mà viễn cổ đại năng thích hút sao như vậy. Trong vì sao thì không chỉ có linh hạch và vẫn kim để luyện chế pháp bảo, có khi còn có linh mạch, nên là vì sao này không khác gì một viên linh đan lớn. Tuy rằng sao bị hút xuống không còn ở tinh không, thiên vị thay đổi, linh mạch không thể hút thêm để tạo ra linh khí mới, dùng phần nào là cạn phần ấy. Nhưng linh mạch này tuy khô úa nửa, nhưng vẫn hơn Hải Tiên Thành không biết bao nhiêu lần. Bọn Cơ Nhã đã hút linh khí đến mức tăng tiến tu vi, nhưng mà linh khí thì nhất thời không thể cạn hết được. Linh mạch linh khí phun trào thành như dòng sông đổ tới. Gần linh trì đã cách tuyệt nguyên khí bất lợi, nên là linh khí tinh thuần cực điểm. Diệp Giao huynh muội và Độc Cô Vũ Vân đột phá kim đan thì không có tử hồ hoa cũng chẳng sao cả, vẫn xa chắc 6-7 phần thành công. Ngụy Tác lại được đại lệ thiên truyền thừa, rất là có thiên phú về trận pháp và pháp phù phương. Hiện tại tương đương với cả nửa đại cấm sư, phổ thông cấm chế ván cũng chỉ là chuyện vặt. Chỉ thoáng một cái là một quầng hào quang màu trắng và thanh sắc linh quang hiện lên cạnh linh trì. Diệp Giao huynh muội và Độc Cô Vũ Vân đã đạt tới phân niệm cảnh tầng thứ 5 đỉnh phong. Ngụy Tác quấn nguyên khí đưa tất cả vào hai quầng hào quang bố trí sẵn, rồi bóp nát thành đan rượu thảo, giải đều dược lực vào thể nội của họ. Chỉ khoảng mấy chục tích tắc sau đó thì tiếng nổ vang liên hồi. Diệp Cố Vi, Diệp Tiêu Chính và Độc Cô Vũ Vân rực đan quang cột sáng, ở trên đầu hình thành lốc xoáy. Khác nhau là lốc xoáy hình thành thì nổ vang, mặt đất rung lên, linh trì linh dịch phun ra như suối, nhũ bạch sắc linh khí nhìn rõ bằng mắt thường như là lợi kiếm trào ra. Ai nấy đều ngẩn người. Họ liên tục đột phá nên là hút quá nhiều, khiến cho linh mạch như là vỡ đê vậy, linh khí tiết ra càng thêm nhanh. Cũng được rồi, dù phù đồ còn hoang tộc đại năng thì đến đây cũng chẳng còn gì, chúng ta đã vét sạch sẽ rồi. Ngụy Tác quét thần thức thì càng thêm chấn định. Bạch sắc linh vụ giữ lại được linh mạch linh khí tiết ra, linh khí phun trào càng khiến cho nồng độ trong linh viên cao hơn, khiến cho tu vi để thăng càng thêm nhanh. Theo tốc độ này thì nửa tuần hương sau, linh mạch sẽ cạn hết linh khí đã bị họ hút sạch. Diệp Giao huynh muội và Độc Cô Vũ Vân thì đã kết đan thành công. Tiếp theo các hảo hữu và các đạo lữ cũng đột phá tu vi không có gì nguy hiểm. Ngụy Tác cũng chẳng hề khách khí, nuốt hoang cổ thủy kinh đằng chứa thủy linh nguyên khí kinh nhân, đồng thời hóa ra thủy hoàng thần linh, hút thiên địa linh khí càng lúc càng nồng. Ngần ấy người cùng tu luyện thì tốc độ hấp nạp và thiên địa linh khí quả thật đáng sợ, nhưng mà không kịp tốc độ linh mạch phun ra như vỡ đê. Nhất thời cả linh viên dày đặc linh khí, thậm chí sắp ngưng thành giọt như có mưa. Ha 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 ha, ta sắp đột phá rồi.
Tiếp theo là đợt đột phá thứ hai lại tới. Nhưng mà không phải đám kim đan tu sĩ đột phá, mà là các thần huyền đại năng như là Cực Âm Thần Quân, Hiên Viên Lão Tổ và Vũ Hoàng Chân Nhân đột phá tu vi. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi. Hoang cổ linh dược ở trong linh viên đều bị hái. Linh mạch linh khí cũng bị hút gần hết. Ngoại trừ Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết của Ngụy Tác còn hút thêm được linh khí, thì tất cả đều thấy trong này đã nhạt đi linh khí nhiều. Ít quá nhỉ, linh mạch linh khí này còn chưa đủ. Ngụy Tác đứng giữa linh chỉ đã khô, tỏ vẻ chưa đã cho lắm. Tuy rằng ai cũng coi Ngụy Tác là đầu lĩnh, là thần tượng, nhưng nghe hắn nói như vậy thì cũng thấy rằng hắn lẽ ra nên bị trời phạt thì đúng hơn. Bởi vì lần này họ thu lợi quá lớn từ hoang tộc linh viên rồi. Hai kẻ đầu óc đơn giản và bọn Diệp Cố Vi đều đột phá kim đan tầng thứ 2 sơ kỳ. Cờ Nhã, Thủy Linh Nhi, Thanh Bình thì đạt kim đan tầng thứ 4 hậu kỳ. Nam Công Vũ Tinh và Vi Vi đạt tới kim đan tầng thứ 4 sơ kỳ. Kỳ Long Sơn thì đạt tới kim đan tầng thứ 5 hậu kỳ. Phong Chi Du, Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đạt tới kim đan tầng thứ 4 trung kỳ. Không chỉ là kim đan tu sĩ đột phá, mà Vũ Hoàng Chân Nhân đột phá đến thần huyền tầng thứ 2. Hiên Viên Lão Tổ thì cũng thần huyền tầng thứ 2 hậu kỳ, đột phá đến thần huyền tầng thứ 3. Cực Âm Thần Quân thì đột phá thần huyền tầng thứ 4. Tâm Hữu Lan, Lệ Nhược Hải và Ngọc Thiên Tông Tông Chủ, Nguyên Âm Lão Tổ đều sắp đạt đến mức đột phá. Dù không có thêm linh dược, nhưng mà chỉ cần tĩnh tu ít ngày là sẽ đột phá tầng thứ nhất tu vi nữa. Không chỉ Dương Chi Điểu và Thanh Loan, mà cả Hỗn Nguyên Ngân Oa cũng đã đột phá cửu cấp. Đột phá như thế thì không dễ hơn thần huyền đột phá. Ví dụ như là hiện tại mấy đại minh hội giống như là Thượng Cổ Tu Đạo Quốc Độ, thì thần huyền đại năng chỉ là bình quân 8-9-10 mỗi minh hội. Tổng thể mới là mấy chục thần huyền đại năng. Bình thường thần huyền đại năng đột phá tầng thứ nhất tu vi thì cần bao nhiêu năm khổ tu chứ? Nhưng mà ở đây là đột phá kim đan, rồi thần huyền đột phá tầng thứ nhất tu vi đều là tùy tùy tiện tiện. Không phải một hai người mà tất cả cũng đều đột phá. Hơn nữa còn cả trăm nhánh hoang cổ linh dược chưa dùng đến. Đối với cả mỗi người, tế ngộ ở đây quá là lớn. Có thể coi họ là những người may mắn nhất của tu đạo giới mấy vạn năm nay. Nếu như là có đại năng tu vi và thần thông hơn xa Ngụy Tác, mà thầy hắn như là bây giờ thì sẽ tất đánh chết hắn vì trông quá đáng ghét. Lợi ích của Ngụy Tác thu được từ hoang cổ linh viên này đủ khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ phải phát cuồng. Nếu từ chân tiên tầng thứ nhất đến chân tiên tầng thứ hai chia thành 10 bước, thì luyện hóa mấy nhánh hoang cổ linh dược và hấp nạp linh khí đủ choán qua được 3 bước. Hàn Vi Vi cũng liên tục đột phá 3 lần, uy năng huyền sắt quỷ trào cũng đạt đến tiên cấp trung đẳng. Nếu đổi lại là người khác, chỉ với huyền sắt quỷ trào cũng đã đủ hoành hoành nhất phương khiến thần huyền đại năng phải e dè rồi. Tiếc quá nhỉ. Tiếc rằng không có chính dương tiên thảo. Bất quá thì Ngụy Tác cũng không vênh vang được lâu. Thấy mình không hút được nhiều linh khí thì truyền âm cho Âm Lệ Hoa. Này Âm Đại Tông Chủ, lần này thiệt thòi cho nàng rồi. Nhưng mà ta lấy mạng ra đảm bảo. Trừ phi ta chết, không thì yên tâm sẽ giúp nàng tìm được chính dương tiên thảo. Có gì mà tổn thất chứ? Âm Lệ Hoa nghẹn ngào truyền âm. Phu quân nói gì ngốc vui như vậy? Linh dược này cho thiếp hay là bọn Cơ Nhã cũng vậy thôi. Chỉ cần thiếp luôn ở bên cạnh phu quân, có chính dương tiên thảo hay không cũng thế. À không phải, không có chính dương tiên thảo thì khác đấy. Ngụy Tác cười hăng hắc truyền âm. Gian thương, Thiên Cửu Thần Quân đang chờ đợi ngươi đó. Còn ở đây mà làm nhảm, bậy bậy bạ bạ. Vố Linh Lung Thiên không vội, nhưng mà nghe hắn nói thế thì nó nghiến răng răng rắc. Đúng đó, đúng đó. Chúng ta mau tìm lối ra đi. Vạn nhất Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương tìm được mấy hoang tộc đại năng thì sao? Lục Bà Lão Đầu cũng đang mắt sáng bởi vì thu hoạch. Nghe Linh Lung Thiên nói thế thì kêu lên. Như thể ứng nghiệm.
Lúc bà lão đầu vừa lên tiếng, Ngụy Tác vẫn còn chưa kịp nói gì thì tiếng như là xé lụa vang lên xa xa. Cách 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 cách. Tiếng động như là băng vỡ vang lên. Cơ hồ đồng thời thì ai lấy nhận ra linh viên đang chấn động. Hả, mọi người, mau đến bên cạnh ta. Ngụy Tác vốn đang cười cợt nhưng biến sắc quát vang như là lâm đại địch. Hắn quay mặt về phía của bạch sắc linh vụ gợn lên như là sóng ngoài xa kia. Hả? Không phải lục bà lão đầu độc mồm độc miệng nên là có hoang tộc đại năng xuất hiện đấy chứ? Bọn Hàn Vi Vi nhợt mặt nhợt mày, đều nghe thấy tiếng băng vỡ từ bạch sắc linh vụ vọng ra. Khí tức kinh nhân dấy lên, tựa hồ là có thứ gì đó đang oanh kích linh viên cấm chế. Ui chết mẹ, phủi phui cái mồm này. Không, ta không nói gì cả. Lục bà lão đầu thì tức thì xanh lét mặt mày run lên. Cách cách cách. Lão không lên tiếng thì đỡ, vừa kêu xong là bạch sắc linh vụ nổ vang, sát cơ kinh nhân đột nhiên dấy lên. Cả tu vi như trường tồn cảnh trường tồn tiểu như cũng lạnh buốt sống lưng. Ai? Ngụy Tác nhận ra đối phương không có ý tốt, liền nheo mắt quắc vang. Chân tiên khí tức hiện rõ, liên hoa màu đen cao cỡ khoảng 5-6 thân người chập lại, thi triển hắc đảm ma liên. Vù vù vù. Không ai đáp lời hắn, nhưng mà hoàng sắc thần quang từ bạch sắc linh vụ bắn ra, linh vụ tan nhanh. Ra rồi, cấm chế cũng bị phá rồi. Thủy Linh Nhi hơi nhợt nhạt, khí tức khiến nàng ta cũng phải dùng mình, lùi ra sau lưng của Ngụy Tác. Thủy Linh khí tức của hắn khiến cho nàng định thần hơn. Một thân ảnh toát lên khí tức cực kỳ cổ xưa đi ra, sát khí như đao. Cái gì? Trường Tồn Tiểu Như và Tâm Hữu Lan ngẩn người. Từ bạch sắc linh vụ đi ra thì không phải là tu sĩ hoặc là hoang tộc đại năng, mà là một cổ chiến thần mặc chiến y đã rách nát. Cổ chiến thần này thì lấp lóe hoàng sắc thần quang, thân thể và cả giáp y cùng cổ mâu đều do uy năng hình thành. Nhưng mà y không có hơi hướng tình cảm, chỉ còn sát ý ngút trời. Thậm chí không có cả thần huyền khí tức và chân tiên khí tức, không có như là pháp thân hoặc là thần niệm phân thân của tu sĩ. Chát chát chát. Cổ chiến thần này vừa đi ra, uy áp vô hình khiến co khí huyết cùng với cả chân nguyên bọn Hàn Vi Vi không chảy nổi, tâm thần tự hồ tan rã. Ngụy Tác bước lên, bầu trời sau lưng lấp lóe vô số hào quang, định là một mình đấu với cả cổ chiến thần. Hả? Đại Ưởng Thiên? Ngay trong tích tắc nhìn rõ được cổ chiến thần thì Linh Lung Thiên nhợt nhạt giống lên. Cổ mâu của cổ chiến thần chỉ vào bầu trời định nhắm hướng Ngụy Tác cũng đột nhiên sững lại. Hả? Cương Nha Bội? Cái gì đây? Người biết nó sao? Là linh tộc hay hoang tộc thế? Ngụy Tác dừng tay hỏi. Y là người của linh tộc. Linh Lung Thiên run lên nói. Chát chát chát. Cổ chiến thần hơi dừng cổ mâu, nhưng mà không ngừng, mà một đạo hôi bạch sắc thần quang chém tới. Liên hoa màu đen hiện ra ở trước mặt của Ngụy Tác tan đi. Hả? Sao lại thế được? Y hình như là không biết ngươi thì phải. Ngụy Tác thì rực tử quang, dẫn dư uy của hôi bạch sắc thần quang lên thinh không. Hắn hơi yên tâm bởi vì uy năng thuật pháp của cổ chiến thần này tuy hơn hắn nhưng mà không nhiều, hắn cũng đủ ứng phó. Đoành 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 đoành. Xung quanh cổ chiến thần rực hoàng sắc thần quang, hình thành một chiếc vòng ép vào Ngụy Tác. Mau, đừng để y đến gần. Thấy vậy Linh Lung Thiên biến sắc mà kêu. Hả? Sao lại thế được nhỉ? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đã liên thủ đối địch không biết bao nhiêu lần, đã hình thành tâm thần cảm ứng đặc biệt. Linh Lung Thiên vừa nói là hắn biết không hề tầm thường, liền phát động thuật pháp mạnh nhất là bầu trời thiên tiệm. Xoẹt 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 xoẹt. Khe nứt bầu trời như xẻ đôi xuất hiện ở trước mặt Ngụy Tác. Hoàng sắc quang hoa lóe lên, thân ảnh cổ chiến thần dừng lại trước khe nứt. Cũng bởi vì đà lao quá kinh nhân, sững lại thì sức mạnh như là xé nát y ra. Giết! Cổ chiến thần vung trường mâu trực tiếp chém tới, khe nứt bầu trời tan vỡ như thủy tinh. Đoành đoành đoành. Ngụy Tác không đổi sắc, loan nguyệt hôi sắc màu đen ép tới cổ chiến thần. Ồ, cổ chiến thần cũng luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh kìa. Nam Cung Vũ Tinh kinh hô.
Lúc đó thì tất cả mọi người mới nhận ra nguyên khí dao động của Nam Cung Vũ Tinh cũng rực hoàng sắc quang hoa, khí tức giống hệt cổ chiến thần. Không sai, y là cũng luyện Đại Hoang Vấn Đạo Kinh đó. Đừng để y lại gần, không thì ngoại trừ ta và Ngụy Tác còn chống nổi thì tất cả sẽ mất hết thọ nguyên ngay đó. Linh Lung Thiên ủ rũ nói. Đoành đoành đoành. Cổ chiến thần vung trường mâu, không chặn được liệt khuyết tàn nguyệt pháp phược của Ngụy Tác nên là bị hất đi, hóa thành quang điểm. Chiến giáp rơi lả tả mấy chục miếng, nhưng mà ai thấy phải dùng mình bởi vì khí tức của cổ chiến thần không hề kém đi. Chiến giáp tan thành bột, không còn nửa tia nguyên khí. Hả? Sao lại thế được? Ngụy Tác vừa hất bay cổ chiến thần nhưng mà không truy kích mà hỏi Linh Lung Thiên. Này, đấy là người linh tộc, ngươi không thể bảo y dừng tay sao? Ngươi đừng lắm lời, cứ hạ thủ đi. Linh Lung Thiên run run khóe môi như sắp khóc. Làm gì cũng là vô dụng thôi, bởi vì bản tôn của y đã chết từ xưa rồi, nhưng mà ý thức vẫn còn chiến đấu, vẫn còn xông lên giết kia kìa. Sao? Chỉ thần túy là một đoạn sát niệm thôi ư? Ngụy Tác Vu thần nữ Nguyên Âm lão tổ hít hà hơi lạnh, kinh hãi khôn cùng. Sau cùng họ cũng hiểu cổ chiến thần là gì. Không phải cổ thi, không phải pháp thân, thậm chí là thần niệm hóa sinh cũng chẳng phải. Mà đó là ý chí, là ý niệm của tu sĩ đại năng. Tuy đã chết nhưng mà tiềm thức vẫn còn chiến đấu, vẫn ngưng tụ nguyên khí thành ra như thế. Chỉ biết chiến đấu, chỉ biết giết đối thủ mà thôi. Dù là phù đồ không còn sinh linh nào, thì đại ưởng thiên này vẫn như là còn trên chiến trường, vẫn chiến đấu cho đến khi mà uy năng hoàn toàn tiêu tan. Bọn Ngụy Tác chấn kinh là bởi vì đại thưởng yên này khẳng định đã chết từ đại chiến 6-7 vạn năm về trước. Nhưng mà đến giờ nguyên khí do tiềm thức ngưng tụ lại thì vẫn ngang với cả chân tiên tầng thứ 2, tầng thứ nhất tu vi. Như vậy thì khi xưa thần thông bậc nào? Nhân vật như vậy mà còn lưu lại chấp niệm như thế này, như vậy thì trận chiến khi xưa thảm liệt đến đâu chứ? Giết! Đại thưởng yên này chỉ còn sát niệm hóa thành cổ chiến thần đứng tại ở trên bầu trời, rực lên hoàng sắc thần quang, vượt bầu trời mà lao về phía của Ngụy Tác. Thôi vậy, hãy yên tâm mà lên đường, đại chiến đã kết thúc rồi. Nếu như là còn hoang tộc đại năng thì bọn ta sẽ chịu giúp cho. Ngụy Tác kính cẩn nói với cả đại ưởng thiên, đồng thời phát động động thiên thần hỏa. Đoành đoành đoành. Ngụy Tác vừa lên tiếng thì uy năng của đại thừa pháp âm biến bầu trời thành thực chất. Hỏa hồng và kim hoàng sắc thần quang còn nhanh hơn, đã xuyên qua đại thường thiên, rồi như là giấy lên tiểu thiên địa có lôi hỏa vô tận trong thể nội của y. Thiên linh cái của đại thường yên bắn đi, thái dương chân hỏa và lôi hỏa cùng nguyên khí phép tắc kỳ lạ ngưng tụ lại thành thần kiếm. Mỗi thanh lôi hỏa thần kiếm nhỏ xíu đó đều giấy lên sức mạnh xé nát thần hồn, khiến ai lấy phải dùng mình. Phu quân, động thiên thần hỏa sao lại diễn hóa được lôi cương kinh nhân như thế? Vu thần nữ kinh hô. Uy năng của động thiên thần hỏa quá kinh nhân, đã đánh gục cả đại thường yên. Thân thể của y rực lên lôi hỏa, sau đó thì tan rã. Truyền nhân, hãy thay ta tiếp tục giết. Ngụy Tác vẫn còn chưa kịp đáp thì đại thường yên đột nhiên giấy lên ý chí. Ở trong óc tất cả vang lên giọng nói đó. Vù 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 vù. Đồng thời đại thường yên mất hẳn hình thể, biến thành hoàng sắc hồng lưu tràn vào trong Nam Cung Vũ Tinh. Hả? Là nguyên khí tinh thuần của Đại Hoang Vấn Đạo Kinh bay vào người của Nam Cung Vũ Tinh rồi. Không còn ý chí gì nữa rồi, Vũ Tinh à. Sau thì rốt cuộc y cũng cảm ứng được khí tức tương tự, nên là tưởng ngươi chính là truyền nhân đó. Mau hút nguyên khí đi. Ngụy Tác rất cả kinh, khí tức rung lên, diễn hóa liệt khuyết tàn nguyệt định ngăn cản lại, nhưng rồi kích động khôn tả lách sang một bên. Nam Cung Vũ Tinh bị dòng sáng màu vàng giữ lại, bao trùm lên rồi như là hao tận mà tan biến. Hồi, như vậy có khác gì chân tiên truyền công chứ? Ngụy Tác phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, thủy linh nguyên khí hình thành một quầng bảo vệ bao lấy Nam Cung Vũ Tinh và giải sáng. Nam Cung Vũ Tinh đã định thần, biết là bất phàm nên là xếp bằng lại, thi pháp theo Đạo Hoang Vấn Đạo Kinh tu luyện, toàn lực hấp nạp nguyên khí thuần chính khôn tà. Đoành đoành đoành. Quầng bảo vệ được Ngụy Tác thi triển quanh Nam Cung Vũ Tinh rung lên kịch liệt,
nguyên khí chấn động ào ào. Kim đan tầng thứ 5, đúng là tế ngộ nghìn đời khó gặp. Ai đấy phải chấn kinh, giống như là lúc phát hiện hoang cổ linh viên này vậy. Nguyên khí của Nam Cung Vũ Linh lúc này kịch liệt chấn động, là kim đan đột phá. Lúc trước vừa đột phá đến kim đan tầng thứ 4 sơ kỳ, hiện tại chỉ mấy tích tắc là đã thành kim đan tầng thứ 5. Đích xác chính là tế ngộ khó tưởng tượng nổi. Dù là chân thiên đại năng muốn truyền công thì cũng không chắc được như vậy, có thể đem bản nguyên nguyên khí hóa thành nguyên khí tinh thuần cho người khác trực tiếp hấp nạp. Ngụy Tác dù chấp nhận hy sinh tu vi, dồn nguyên khí cho Thủy Linh Nhi thì nàng ta cũng làm sao mà hút được. Chưa biết chừng còn xảy ra hậu họa khôn cùng nữa. Đoành đoành đoành. Chỉ khoảng mấy mấy tích tắc sau đó thì nguyên khí của Nam Cung Vũ Tinh run lên, hút lấy hoàng sắc nguyên khí nhanh gấp mấy lần. Ôi kìa, mẹ ơi, lên thẳng thân huyền rồi. Ai đấy đều giận tóc gáy. Đó chính là tốc độ để thăng tu vi nhanh nhất mọi từng thấy. Dù Ngụy Tác năm xưa lấy được Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết và Long Trùng, đổi công pháp tu luyện thì cũng không thể kinh nhân bậc đó. Bầu trời lại chấn động. Cơ hồ cũng nhanh như là từ kim đan tầng thứ 4 đến kim đan tầng thứ 5 vậy. Thinh không sáng rực, thiên địa nguyên khí từ xa bị hút tới, quang nhân hình thành. Ngụy Tác thấy vậy liền vung tay, tế xuất ra hỗn kim sắc tàn phiến che ở trên đầu Nam Cung Vũ Tinh. Cẩn thận đó, nhục thân mộc hóa. Hàn Vi Vi đột nhiên kinh hô, Nam Cung Vũ Tinh cũng xuất hiện khí tức nhục thân mộc hóa. Ngụy Tác không hề đổi sắc vung tay, khí huyết được chân nguyên dồn vào thể nội Nam Cung Vũ Tinh. Hắn nhận ra nguyên khí của đại năng Đại Ưởng Thiên đã tan thành bản nguyên nguyên khí, không còn chân tiên khí tức hoặc là đế tức. Nam Cung Vũ Tinh xung kích thần huyền trong tình huống không hề chuẩn bị, nhục thân mộc hóa là tất nhiên. Nhưng hắn biết khí huyết mình hóa giải được nên là chỉ lo về tâm ma mà thôi. Phù đồ này ở gần Cửu Thiên Cương Phong tầng, nên là Cửu Thiên Âm Phong và Lôi Cương nhìn rõ bằng mắt thường bị hút tới. Nguyên khí rất hỗn tạp, rất có khả năng sẽ hình thành các loại thiên ma ảo tượng ở trong thần thức tu sĩ. Bất quá khí huyết dồn vào thể nội Nam Cung Vũ Tinh xong thì Ngụy Tác thở phào. Thần sắc của nàng ta thập phần bình tĩnh tự nhiên, giữ vững bản tâm. Như vậy thì xung kích thần huyền đã không thành vấn đề. Đoành, đoành, đoành. Cũng bởi vì khí tức dấy lên với tốc độ kinh nhân, ai nấy thậm chí thấy thân thể Nam Cung Vũ Tinh ngày càng lớn lên trước mắt. Cũng như là tận mắt thấy một ngọn núi bay lên vậy. Khi mà Nam Cung Vũ Tinh xung kích thần huyền, thần sắc Ngụy Tác cực kỳ bình tĩnh, nhưng thoáng sau hắn trợn tròn mắt không thể bình tĩnh nổi. Đột phá thần huyền xong, Nam Cung Vũ Tinh chưa dừng lại. Nguyên khí vẫn được liên tục hút tới, lại đến lúc đột phá tiếp. Ôi mẹ kiếp ơi, chẳng nhẽ định thẳng tiến chân tiên ư? Chỉ nháy mắt sau đó Ngụy Tác và bọn Cơ Nhã cùng biến sắc. Nam Cung Vũ Tinh đã đạt đến thần huyền tầng thứ 3, nhưng mà hoàng sắc nguyên khí ở trong thủy quần hào quang của Ngụy Tác thì vẫn còn nhiều. Tức là cái dòng chảy của Đại Ưởng Thiên đã bị động thiên thần hòa của Ngụy Tác đánh trúng, hóa thành dòng thác nhưng mà không tổn thất bao nhiêu nguyên khí. Không biết hai thứ này có giúp Nam Cung Vũ Tinh qua được không? Đoành đoành. Thể nội của Nam Cung Vũ Tinh lại chấn động nguyên khí, trán Ngụy Tác đổ mồ hôi, vung tay lấy ra chân giải tiên đan và nhánh hoàng cổ linh dược màu tía ra. Phải biết rằng là xung kích chân tiên và xung kích thần huyền hoàn toàn khác nhau. Dù Ngụy Tác cũng chật vật qua được, không biết khi tu sĩ xung kích chân tiên, nhục thân sẽ thay đổi như thế này, nguy hiểm ra sao chứ. Nhưng xung kích chân tiên khẳng định còn nguy hiểm hơn. Nhưng nếu giờ bảo Nam Cung Vũ Tinh dừng lại thì cũng là vô dụng. Dù hắn đánh tan hết nguyên khí thì nguyên việc thần huyền của nàng đột phá hút tới một cách tự nhiên cũng đủ đạt đến mức đột phá chân tiên rồi. Hiện tại phải xem là chân giải tiên đan chuyên để đột phá chân tiên và hoang cổ tử như thảo mà hoang cổ bản thảo kinh ghi lại là hữu dụng có thể giúp nàng đạt tới chân tiên không hay thôi. Nếu như là thành công đột phá một bước lên trời, tế ngộ này có thể sánh được với cả tất cả may mắn của Ngụy Tác cộng lại.
Thần huyền, đối với tất cả thì không phải là chấn động ghê gớm cho lắm, nhưng mà chân tiên thì tuyệt đối là chấn động tới cực điểm. Nam Cung Vũ Tinh không xuất chúng cho lắm trong số các đạo lữ của Ngụy Tác, mà người có khả năng đột phá chân tiên nhất là Vu Thần Nữ sắp đạt thần huyền tầng thứ 5. Đột phá chân tiên cũng không phải người khác, mà chính là Nam Cung Vũ Tinh đột phá chân tiên. Không ai có thể ngờ được nên chấn động càng lớn. Nàng ta có thể một bước lên trời sao? Ai đấy đều há hốc miệng nhìn Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh. Đoành đoành đoành. Tích tắc sau thì Nam Cung Vũ Tinh lại chấn động nguyên khí như là vô hình cự nhân bay lên, giang tay ở trên không. Bầu trời cũng tràn đầy sự mới mẻ, như tất cả đều thay đổi. Ôi, bắt đầu đột phá chân tiên rồi kìa. Bọn Cơ Nhã giật giật chân mày. Ngụy Tác thì đã có sự chuẩn bị. Khí tức của Nam Cung Vũ Tinh vừa rung lên là chân giải tiên đan và hoang cổ tử như thảo đã trực tiếp nhập vào trong thể nội của Nam Cung Vũ Tinh. Đoành đoành đoành, bát phương vân động. Thiên địa vân khí đều có sự biến hóa, hình thành vô số hình ảnh kỳ lạ. Nào là linh thú, nào là đạo tôn, tụ vào trong trung tâm chính là Nam Cung Vũ Tinh. Xoạt xoạt xoạt. Tia chớp, thiên hỏa, tinh quang như là ngọn roi khổng lồ quất xuống. Hả? Không xong rồi. Thiên địa dị tượng này cũng giống như là lúc Ngụy Tác đột phá chân tiên, nhưng hắn vốn lấy ra vô số tinh thạch chợt biến sắc. Nam Cung Vũ Tinh cũng thay đổi nét mặt, gương mặt kiều diễm méo đi. Ôi, Ngụy Tác, phải làm sao bây giờ? Hàn Vi Vi thậm chí kêu lên, nhận ra tâm ma cực kỳ lợi hại. Ngụy Tác toát mồ hôi lạnh. Tâm ma nhập kiểu này thì không ai giúp được. Người khác nhúng vào chỉ tổ gây ra tâm ma ảo cảnh càng lợi hại. Hả? Nàng ta liệu qua được không đây? Nhưng mà chỉ khoảng mấy tích tắc sau đó, bọn Ngụy Tác đều cuồng hỉ, vì Nam Cung Vũ Tinh càng trở nên an tịnh tưởng hòa hẳn. Chát chát chát. Cơ hồ đồng thời thì thiên địa hơi rung lên, các loại tinh quang đột nhiên ngưng tụ lại. Thành rồi. Hóa ra xung kích chân tiên càng gần cửu thiên cương phong tầng, cửu thiên lôi cương tầng, càng gần với cả vực ngoại tinh thần nguyên khí thì càng nguy hiểm, nhưng mà thành công sẽ càng có lợi hơn. Ngụy Tác cuồng hỉ lấy ra vô số đinh thạch, quay tít quanh Nam Cung Vũ Tinh. Hắn nhận ra thần huyền pháp thân và thể nội chân nguyên của nàng ta chuyển hóa, đột phá chân tiên không thành vấn đề. Ở đây thì hút được nhiều tinh thần nguyên khí có lợi, ích lợi càng lớn. Sau này khi hắn đột phá từ chân tiên tầng thứ nhất đến chân tiên tầng thứ hai thì sẽ lên đến độ cao nhất ở cửu thiên lôi cương tầng. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng thượng cổ hoang tộc đại năng giữ phù đồ gần với cả cửu thiên cương phong tầng cũng là vì như vậy. Ta... Nam Cung Vũ Tinh mở mắt kêu lên không dám tin. Chân tiên khí tức dấy lên. Lực hút kinh nhân khiến các loại tinh quang hình thành quang nhân ở trên đầu và linh khí từ linh thạch cùng chảy vào trong thể nội. Có lẽ chỉ những viễn cổ tu sĩ được quán đỉnh thì mới so được với cả tốc độ tu thành chân tiên của nàng thôi. Ít nhất mấy vạn năm nay, tốc độ này khẳng định là đệ nhất nhân rồi. Ngụy Tác lắc đầu. Nếu không phải là đạo lữ của hắn thì tất hắn phải ghen tị đến phát cuồng mất. Viễn cổ tông môn có công pháp truyền thừa tu vi đặc biệt. Các đại năng khi mà thọ nguyên hao tận thì dồn một phần tu vi cho đệ tử đỉnh cao. Nhưng mà có mấy tông môn như vậy chứ? Lại có mấy chân tiên có thể truyền công được? Cũng như ở thượng cổ tu đạo độ quốc, bình dân trở thành quân vương vậy. Từ thần huyền đến chân tiên đã đành, còn từ kim đan trực tiếp đột phá đến chân tiên thì cũng khiến ai thấy phát cuồng. Này Linh Lung Thiên, ở Đại Ưởng Thiên lúc trước có tu vi gì vậy? Nguyên Âm Lão Tổ cũng hít sâu liên tục để mà trấn an cuồng đào hải lãng trong lòng, đồng thời hỏi Linh Lung Thiên. Y là đế thiên đó. Linh Lung Thiên liếc bọn Nguyên Âm Lão Tổ. Sao? Đế thiên ư? Triệt để siêu việt chân tiên sao? Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng mà ai nấy cũng đều hiểu. Chân tiên tầng thứ tư, tầng thứ năm đại năng vận dụng nguyên khí phép tắc vượt cực hạn tưởng tượng của thần huyền đại năng. Thậm chí là chân tiên khác cũng không hiểu được, nói gì đến đế thiên cấp. Tuy còn đại đế cấp, nhưng mà nếu coi chân tiên là đỉnh cao thì nhiều người cả đời cũng chẳng thấy. Thì đế thiên cấp đã là cửu thiên tinh thần, cao hơn rất nhiều.
Nhân vật như thế thì dốc hết nguyên khí đưa một người từ kim đan cảnh để thăng đến chân tiên tầng thứ nhất thì mọi người vẫn còn chấp nhận được. Này, nhưng mà đế thiên là thời đại nào vậy? Thiên khung tan vỡ, diệt thế thú triều, tu đạo giới đã lâm vào đường cùng. Nhưng mà chúng ta lại có tới ba chân tiên. Lẽ nào vinh nhục hưng suy đã có định số rồi sao? Trương Tôn Cảnh và Ngọc Thiên Tông tông chủ nhìn trạm đài linh lan còn chưa bị phổ độ thần quang độ hóa và Ngụy Tác, rồi nhìn sang Nam Cung Vũ Tinh tinh quang lấp lóe mà cảm khái. Bản thân mình là chân tiên mà cũng có người vợ là chân tiên thì Ngụy Tác rất là đắc ý. Hiện tại chiến lược của hắn sánh được với cả chân tiên tầng thứ ba đại năng, không có gì phải lo lắng. Nhưng xưa nay bao nhiêu đại nhân vật như thế, bản thân có thể lợi hại nhưng mà không có mấy ai có đạo lứ là chân tiên cả. Tuổi như hắn mà có chân tiên đạo lứ đích xác là có thể để đắc ý. Trước kia ở đại lục nào cũng như vậy, nam tu chỉ có ba thứ để thể hiện mình là tu vi, pháp bảo và đạo lứ. Phân niệm cảnh nữ tu tiệu đã có vô số nam tu theo đuổi. Kim đơn cảnh như là Thủy Linh Nhi thì mọi thiên tài tu sĩ đều thèm khát. Một phân niệm cảnh nam tu nhưng có kim đan đạo lữ thì không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị. Hả? Chuyện này còn có lợi như thế sao? Đã ký một lúc nhìn tinh quang ở trên người Nam Cung Vũ Tinh và lực hút kinh nhân tan dần, hắn đột nhiên sáng mắt hít sâu một hơi. Lúc mà đột phá đến chân tiên thì Ngụy Tác đã biết rằng là chân tiên chi thân, dù không tu luyện, bình thường vẫn còn hút được tinh thần nguyên khí, tu vi tăng tiến. Nhưng giờ hắn nhận ra tinh thần nguyên khí hút vào thì nhiều hơn hẳn. Là từ lúc Nam Cung Vũ Tinh hút tinh thần nguyên khí, Ngụy Tác cũng như là cục nam châm vậy. Thêm Nam Cung Vũ Tinh nữa thì như là thêm một khối nam châm nữa, hút được càng nhiều tinh thần nguyên khí đến. Nam Cung Vũ Tinh đột phá đến chân tiên có lợi cho tu vi quán, quả thật là niềm vui bất ngờ. Vu Thần Nữ và Cơ Nhã cũng sắp đột phá chân tiên, không phải sẽ gấp mấy lần, ai cũng có lợi hay sao? Ngụy Tác thầm nghĩ rồi cười nham nhở. Cười thầm vì trong óc hắn có một ý nghĩ nham nhở. Nam Cung Vũ Tinh hiện lại là chân tiên, nhục thân đã thay đổi, chân tiên chi thân. Hai chân tiên song tu, lợi ích chắc là càng cao. Không biết là uy năng của huyền sắt quỷ trào sẽ tăng tiến thế nào? Lúc này thì có một tiếng ô ô ô từ xa vọng lại. Hả? Là tiếng gì nhỉ? Đột nhiên ai cũng có thể nghe thấy tiếng ô ô từ xa. Thanh âm giống như là vạn quỷ gào khóc lao đi trong gió. Âm thanh hòa lại với nhau, ẩn ẩn ước ước còn có nguyên khí dao động như là nước thủy triều dâng lên. Chát chát chát. Bạch sắc linh vụ quanh hoang tộc linh viên không còn uy năng, chỉ lơ lửng lờ lững. Ngụy Tác phất tay một cái, lôi hỏa quét qua, tất cả bị thổi tan. Xoạt 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 xoạt. Bạch sắc linh vụ bị Ngụy Tác quét sạch. Nhìn ra thì ai cũng phải trợn tròn mắt, hít hơi lại. Và lúc này họ đang ở trong một bình nguyên rộng mênh mông. Bình nguyên ngoài hoang tộc linh viên vốn đầy xương trắng, rậm rạp cây cối, không có dấu tích gì của phế khư, như thể là một hoang nguyên cách xa phế khư lúc họ vào. Hoang tộc linh viên chỉ là một mảnh cực nhỏ trong hoang nguyên vô biên này. Phù đồ này rộng đến khó tưởng tượng nổi. Hiện tại bên ngoài hoang tộc linh viên tuy mọc đầy cây cối, nhưng mà không có linh dược ghi trong hoang cổ bản thảo kinh. Điều là cây cối tự nhiên, không được hoang tộc chăm sóc. Bọn Ngụy Tác chấn kinh nhất bởi vì ở mé bên trái của hoang nguyên vô biên là một ngọn núi chọc trời. Chỉ có thể dùng hai chữ chọc trời để mà hình dung. Kể cả Ngụy Tác cũng chưa thấy ngọn núi nào như thế. Dù là núi non ở man hoang hoang nguyên giữa bảy đại lục khi xưa, hay là ngọn núi liên miên cao 5-6 nghìn trượng lúc mà bọn Ngụy Tác vào phù đồ đều không thể so bì được. Ngọn núi trong tầm mắt, dù với mục lực của Ngụy Tác thì cũng không thấy được đỉnh, ít nhất cũng là cao 2 vạn trượng. Tầm mắt của chúng nhân chỉ có thể nhìn đến lưng núi, chừng khoảng 8-9 nghìn trượng. Ở độ cao này thì mọi thứ đều chìm trong màu đen nùng vụ. Các hình dạng không ngừng biến ảo, trông như là cự ma vậy. Trên lưng núi thì lấp lánh vô số u quang, như là có vô số binh khí u lam sắc. U màu đen va chạm với nhau. Ngọn núi ở trên phù đồ này có một nửa găm vào thiên kiểu cương phong tầng, như là muốn chọc thủng trời cao vậy.
Đừng nói là bọn Ngụy Tác, cho dù là ngọn núi trong hoang tộc Linh Viên mà so với cả ngọn núi này thì cũng quá nhỏ bé. Vào trong núi rồi lên đỉnh núi thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Đối diện với núi non cỡ này, ai cũng thấy thiên địa trải ra vô hạn. Trên núi có dải ngân màu đen cuồng phong, mỗi một dải như là hơn trăm thiên long tụ tập lại, tự hồ là thủy xô xuống man hoang bình nguyên. Một dải đang đổ về phía bọn Ngụy Tác. Cuồng phong màu đen thì khuếch tán ra càng lúc càng rộng như biển gầm. Dọc đường đi qua là cây cối tan nát, thanh thế càng thêm dữ dội. Phu quân à, cuồng phong này không do tự nhiên hình thành, lẽ nào là do ai đó chạm vào cấm chế sao? Vua thần nữ nhíu mày nói. Chắc là vậy rồi. Ngọn núi này găm một nửa vào cửu thiên âm phong tầng, nhưng mà không bị san bằng, chứng tỏ là có cấm chế phòng hộ. Nếu cấm chế không vững thì hoang nguyên đã tan thành từ lâu, lấy đâu ra cây cối sinh trưởng mấy vạn năm chứ? Ngụy Tác gật đầu. Đi thôi, chúng ta đến xem đã. Gật đầu xong, đoạn Ngụy Tác lại bảo mọi người. Ở nơi mênh mông như thế này, lại không có địa đồ phù đồ, chỉ còn cách tìm kiếm từng chỗ mà thôi. Chỉ mấy chục tích tắc sau đó thì cuồng phong màu đen như là biển gào xô tới. Ngụy Tác phát thổ hoàng sắc cuồng hào quang bao lấy tất cả. Cương phong ở trong cuồng phong màu đen và mảnh gỗ vụn xung kích lên chăn chát nhưng mà không phá được. Vũ Tinh tỷ à, giờ đột phá đến chân tiên rồi, thần thức của tỷ đến mức nào vậy? Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi đến gần Nam Cung Vũ Tinh ngắm nghía. Đại khái trường khoảng 1.700-1.800 dặm. Nam Cung Vũ Tinh thử xong thì đáp, ngực cũng phập phồng vì hồi hộp. Lợi hại thế à? Ồ, chỉ thế thôi sao? Hai tiếng kêu vang. Người cho rằng lợi hại là Thủy Linh Nhi, còn cho rằng ít lợi hại là Hàn Vi Vi. Kinh nhân như thế mà muội còn thấy ít sao? Thủy Linh Nhi hỏi. Thì bởi vì tư tí hoang tộc đại năng trước kia ra một đòn là 3-4.000 dặm mà. Mà không phải là cao nhất, y chẳng phải chỉ có thực lực chân thiên thôi sao? Hàn Vi Vi hỏi lại. Hoang tộc cũng giống như là linh tộc, thọ nguyên rất dài, mất nhiều năm mới trưởng thành. Tứ tí hoang tộc đại năng tuy chỉ có chân tiên chiến lược, nhưng mà đã sống mấy nghìn năm. Thời gian nhục thân được như là chân nguyên tới nhuần càng dài, thần thức cũng tăng theo. Tích lũy lâu như thế, chỉ cần không quá xui xẻo thì sẽ kiếm được không ít linh dược mà. Lý Lung Thiên bảo Hàn Vi Vi. Tứ tí hoang tộc đại năng đó tuy phát ra đòn cách 3-4.000 dặm, nhưng độ chuẩn xác thì kém xa đó. Ờ, đúng vậy. Về thọ nguyên thì tu sĩ chúng ta không thể so được với cả hoang tộc. Nguyên Đâm lão tổ gật đầu. Này gian thương, động thiên thần hòa có vẻ đã được ngươi diễn hóa. Hiện tại Nam Cung Vũ Tinh có thể học được môn thuật pháp này, ngươi truyền thụ đi thôi. Lý Lương Thiên hít sâu một hơi từ từ rồi nói. Đại Ưởng Thiên tuy chỉ là đế thiên nhưng mà công pháp đặc thù, khi xưa là thành viên của nhóm mạnh nhất đó. Chỉ là đế thiên ư? Bình thường mà nghe Linh Lung Thiên nói bốn chữ này thì tất ai cũng kêu lên, nhưng giờ thì lại thấy lạnh buốt trong lòng. Họ hiểu rõ trận chiến Bắc Mang khi xưa có những nhân vật nghịch thiên một mình đấu với cả mấy đế thiên, còn có cả các đại đế như là Thông Thiên Đại Đế, Bất Hủ Đại Đế nữa. Phổ thông đế thiên thì khi đó không có gì đặc biệt kinh thiên cả. Linh Lung Thiên và Đại Thưởng Yên khi mà đánh lén hoặc là bày kế sẵn thì có thể đối phó với cao thủ siêu việt cấp thiên đế của đối phương. Nếu đứng ở trong vòng chiến cao nhất thì cũng rất là có tác dụng. Theo thông tin Đại Đệ Thiên để lại, toán linh tộc có chiến lược cao nhất như là Đại Ưởng Thiên đối với các nhân vật đỉnh cao của hoang tộc, sau đó giạt đi đâu đó thì không ai biết. Đại Ưởng Thiên đến 8-9 phần chết ở đây, thì phù đồ này e rằng là chiến trường sau cùng của trận chiến Bắc Mang. Có lẽ hoang tộc đại năng cấp cao nhất đã dẫn dụ linh tộc đại năng đến đây để mà tận dụng ưu thế. Các nhân vật đỉnh cao để lại dư uy cũng rất là phi phàm. Như là cổ chiến thần do chút ý thức sau cùng của Đại Ưởng Thiên hình thành thì không phải Ngụy Tác mà Trạm Đài Linh Lan tất không địch nổi. Vũ Tinh à, đây là động thiên thần hỏa đã được thay đổi.
cho thêm nguyên khí phép tắc của chân hòa và lôi cương tương khắc tương sinh. Đọc là nhanh chóng thăm ngộ được thôi. Ngụy Tác gật đầu xong đưa ngọc phù cho Nam Cung Vũ Tinh. Nam Cung Vũ Tinh tuy đã là chân tiên, uy năng của Đại Hoang Vấn Đạo Kinh thập phần bất phàm, nhưng mà nhục thân tương đối kém, đấu với cả chân tiên khác thì rất là nguy hiểm. Từ khi mà vào phù đồ đến giờ, cứ tìm tiếp thì tất có lợi. Đại bản doanh của hoang tộc này là cấp cao nhất, ít nhất cũng là đế thiên. Rơi rớt cái gì cũng rất bất phàm, hơn hẳn rèn luyện bên ngoài vài trăm năm, nhưng mà cũng nguy hiểm trùng trùng. Xưa kia thì hoang tộc Đoạn Tí bay bừa trên không, nơi này xuất hiện đại ửng thiên, nên là hiện tại Ngụy Tác cũng cho rằng nơi đây có hoang tộc đại năng liên tục phát ra lam chắc Đoạn Tí thu hút người tới. Hắn chỉ không hiểu qua lời bọn Trạm Đài Linh Lan thì uy năng của cánh tay cụt không tệ, người phát ra còn thần thông đến đâu nữa, sao lại không xuất thế, sao lại không nói rõ luôn ở trong lam sắc Đoạn Tí chứ. Đây là trong khi mà bọn Ngụy Tác phá cuồng phong màu đen đi về phía ngọn núi găm vào trong Cửu Thiên Âm Phong tầng, thì trong một sơn cốc mênh mông, Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Bắc Quy cùng với cả hơn 20 tu sĩ nghịch hỏa minh đang du lên cầm cập. Trong sơn cốc này mọc mấy chục hoang cổ thực chu cao lớn, kỳ quái vô cùng. Mỗi một cây đều xanh biếc cao cả trăm trượng, trông như là đăng lung thảo, nhưng mà to hơn vô số lần. Trên cành cây vươn lên quá trời có quả cỡ to khoảng 2-3 thân người. Quả nào cũng màu vàng nhạt, hơi trong như là bọc thủy tinh, nhưng mà bên trong là một nhân ảnh hiện rõ. Những nhân ảnh này thì trông như là tu sĩ ở trần, nhưng nhìn kỹ thì nhiều chỗ có tinh kim, có chỗ lại có giáp xác như là yêu thú. Tinh kim và giáp xác tựa hồ là dính liền với huyết nhục thành một phần thân thể. Như thể các tu sĩ này đã được cải tạo gắn vào trong tinh kim hoặc là bộ phận ở trên người yêu thú. Các nhân ảnh lơ lửng trong dịch quả vốn cực kỳ quỷ dị, nhưng mà càng dùng mình hơn là trên người họ dấy lên khí tức cực kỳ kinh nhân, thoạt ẩn thoạt hiện. Cái quỷ quái gì thế này? Thiên Cửu Thần Quân nhợt nhạt nhìn sơn cốc không mọc cỏ dại mà chỉ có mấy chục cây to, kinh hỏi Thần Lan Vương Yến Bắc Quy chứ không dám lại gần. Khí tức này thì hơn hẳn chúng ta đó. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy biến sắc. Lẽ nào còn sống sao? Mà khí tức trên chúng ta, tức là thực lực chân tiên ư? Thiên Cửu Thần Quân lùi lại. Hai vị thần quân à? Lúc này một lão già thấp lùn mặc kim sắc pháp y, trường khoảng hơn 50. Ở sau lưng hai người thì hít sâu một hơi, nghiến răng run giọng nói. Tại hạ có đọc được trong điển tịch, cái thứ quỷ dị này thì rất giống linh thực nô của một thượng cổ tông môn. Sao? Linh thực nô? Cổ tịch nói thế nào? Thấy Kim Đan tầng thứ tư lão giả nói, Thiên Cửu Thần Quân và Thần Lan Vương Yến Mắc Quy cùng hỏi. Theo cổ tịch đó, thời thượng cổ từng có một tông môn là Hoa Linh Tông, biết một pháp môn tà độc, đem tu sĩ bắt trồng vào một số loại cây, khiến cho tu sĩ đó như là biến thành quả, được linh dược và dinh dưỡng của cây tưới nhuần, rồi gắn với cả những bộ phận của yêu thú có nguyên khí lợi hại, thậm chí gắn vào thần thiết nội giáp tài thể nội hoặc là phù văn tinh kim pháp trận. Các tu sĩ sau khi mà bị cải tạo thì thực lực đại tăng, sẽ không có ý thức gì nữa, trở thành nô bộc cho tông môn đó. Lão già hít liền hai hơi mà có thể nhợt nhạt nói tiếp. Vì pháp môn đó quá độc ác, đây là tông môn đó bị các tông môn vây công diệt gọn. Ừ,
nhưng mà cũng không hẳn là linh thực nô đâu, nhưng mà cũng tương tự đó. Thiên Cửu Thần Quân sáng mắt. Tu sĩ chúng ta có thể khống chế được hay không? Chuyện này thì không có ghi lại. Tại hạ chỉ đọc ở đó những chuyện từ thời thượng cổ, chứ không thấy ghi lại cách khống chế linh thực nô. Lão già lắc đầu. Yến đạo hữu, đạo hữu thấy sao? Ý của y thì rất là rõ. Trong sân cốc quỷ dị này có tới 40 mấy linh thực nô. Yến Bắc Quy đã khẳng định ít nhất vẫn cũng là tu vi chân tiên. Nếu như là điều khiển được thì Thiên Kiều Thần Quân cho là mấy minh hội của tu đạo giới sẽ phải thần phục, hình thành tu đạo thần độ quốc chưa từng có. Y và Yến Bắc Quy là chí tôn chí cao vô thượng. Theo ta nghĩ thì chúng ta không nên động vào thứ đó. Thần Lan Vương Yến Bắc Quy biến sắc mấy lần, hiển nhiên thập phần do dự. Hít sâu một hơi rồi đoạn lắc đầu sầm mặt. Tình hình nơi này thì rất có khả năng là lãnh địa của vực ngoại thiên ma, đã bị thượng cổ đại năng hủy đi. Hiện tại tuy chúng ta qua ghi chép mà Liên Đạo Hiếu vừa đọc được, chỉ đoán đây là linh thực nô, nhưng thật ra có phải hay không, hay có gì khác nữa thì chúng ta không biết. Dọc đường đến đây thì chúng ta đã thấy thủ đoạn vào vực ngoại thiên ma rồi. Đơn phòng trước đó đều không phải là phổ thông đơn phòng, mà là chỗ tiến hành các loại thí nghiệm, nghiên cứu, dược tính và công thức mới. Linh thực phu này thì rất có khả năng là vật thí nghiệm của chúng. Dù không phải thì đã qua mấy vạn năm, ai biết được sẽ thay đổi như thế nào chứ. Dù khi xưa có thủ đoạn khống chế thì chúng ta cũng không nên thử làm gì. Linh thực nô thập phần quỷ dị, chiến lực đều trên chúng ta đó. Nhưng mà với chiến lực của chúng ta, bắt một kẻ ra thử thì chắc là cơ hội thành công không nhỏ đâu. Thiên Cửu Thần Quân nhìn nhân ảnh quỷ dị trong quả cây tỏ vẻ tham lam. Sao lại chỉ bắt một ra thử? Vạn nhất ra hết thì sao? Thần Lan Vương Yến Bắc Quy hỏi. Thiên Cửu Thần Quân các hạ muốn thì cứ việc thử, nhưng mà để tại hạ đi đã. Tại hạ không dám mạo hiểm đâu, và cũng không định chạm vào mấy cây quỷ dị này. Ở đây quá rộng, không tính việc chúng ta thu lợi không ít, mặc kệ đây là tìm tiếp có khi có lợi hơn nữa đó. Yến đạo hữu nói rất đúng. Linh thực nô mà chỉ chiến lược thần huyền tầng thứ 3, thần huyền tầng thứ 4 thì có thể mạo hiểm thử xem. Nhưng giờ đành an toàn là trên hết vậy. Thiên Kiều Thần Quân gật đầu, ánh mắt hơi ánh lên sự lạnh lẽo, rất rõ ràng là bất mãn với việc Thần Lan Vương uy hiếp mình. Đi thôi. Thần Lan Vương Yến Bắc Huy không đổi sắc hay nhiều lời, thân ảnh loáng lên, giữ cự ly trăm trượng với cả hoang cổ thực chu kỳ dị, rồi lao sang đầu kia của sơn cốc. Thiên Cửu Thần Quân và các kim đan na tu sĩ của nghịch hỏa minh cũng cẩn thận đi vòng qua, khuất bóng vào trong sơn cốc quỷ dị.